Hello, bữa nay mình sẽ tiếp tục chương trình đi tìm xe đồ chơi nữa đây các bạn ơi. Hay, bây giờ mình sẽ đi tìm xung quanh nha. Ui, wow, ui, các bạn ơi. Wow, ui, một chiếc xe gì nè các bạn ơi, quá trời đẹp luôn. À, chở nguyên một cái mũi tên lửa rất là bự luôn nè các bạn ơi. Wow, ui, xe này rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Hình như xe này là xe chiến tranh nha, của quân đội nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ cho vô gỗ mình luôn. Wow, chiếc xe rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Đấy, còn mới luôn nha. Đấy, còn trong bọc luôn, chưa mở luôn nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tìm coi. Ui, mình coi thử dưới cái hố thì có chiếc xe nào không nha. Ui, wow, ui các bạn ơi, ở dưới cái hố nữa có một chiếc xe nè. Ấy da, coi thử xe gì coi. À, thì ra là một bạn xe cần gẩu mút cát nha. Ôi, xe này là xe mới luôn nè các bạn ơi. Còn trong bọc luôn, chưa khui luôn nè. Wow, ôi, mình vừa mới đi mà mình gặp hai chiếc xe mới rồi các bạn ơi. Chà, bữa nay có lý nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi coi. Ôi, kìa, wow. Ôi các bạn ơi, mình phát hiện ở đây có một chiếc xe nè. Chà, ai, xe này xe gì đây? Ồ, wow, hình như đây là một bạn xe bồn chở xăng dầu nha các bạn ơi. Wow, ai, hình như là xe này là xe bơm nha các bạn. Xe bơm xăng nha. Wow, đây, có hai anh tài xế màu xanh nước biển nè. À, xe này xe bơm xăng nha các bạn ơi. Ở sau có cái cục máy để bơm nè. À, rồi mình cho vô đây luôn. Ai, tiếp tục mình sẽ đi tìm đồ chơi của mình nữa nha. Hey. Ôi, ở đây có hai chiếc xe gùa nè các bạn ơi. Hồi mỗi lần ở trên chiếc xe gùa này có xe nè mà bữa nay nó không có nha các bạn. Ê, ui, wow, lại là một bạn xe nữa nè. Ui, một bạn này bạn xe cần cẩu cát nè các bạn ơi, còn mới rất là đẹp luôn. À, ai cha, xe này rất là đã luôn nha các bạn, xe cần cẩu cát luôn. Ê, mình bữa nay mình tìm toàn là xe mới không à các bạn ơi. Ai, được 4 chiếc rồi nha, mà trong đó có 3 chiếc xe mới rồi các bạn, rất là hên luôn nha. Rồi bây giờ thì sẽ tiếp tục đi nữa nè. Ai, các bạn hãy đi theo mình đây. Ui da, xe cảnh sát các bạn ơi. Wow, ui, một chiếc xe cảnh sát bullet nha các bạn. Ây cha, ôi, xe cảnh sát này nhìn rất là ngầu luôn nè các bạn ơi, bự lắm nha. Ơi, bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe cảnh sát này mình cho vô cái gỗ của mình luôn. Ai, ở sau này có chữ bô lít nữa nè các bạn ơi. Biển số xe đồ tùm lum hết trơn nè. Ơi, cho vô luôn. Ai, tiếp tục mình sẽ đi nữa. Ai, ha, ai, ở đây có tìm nãy giờ rất là nhiều xe luôn nha các bạn. Ê, ai, lại là xe cần cẩu mút cát nữa các bạn ơi. Bữa nay mình tìm toàn là xe cần cẩu mút cát không luôn. Wow, ai, ở đây có cái cần mút nè. Wow, ôi, cái cần mút này rất là bự luôn nè các bạn ơi. Ai, bây giờ mình sẽ đưa ra ngoài này nha. Đấy, mình sẽ đưa ra ngoài này mình mút thử cho các bạn. Đấy. Mút cát lên nè, mà cát thấp quá mút không tới nha các bạn ơi. Ai, đó, mút nè, kéo lên nè. Wow. Xe cần cẩu này cẩu bự nha các bạn. Xe cẩu mút cát bự nha. Ai, có anh lính tài xế chạy xe cẩu luôn. Wow, ui, để với xe cẩu một cái là hết luôn rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi nữa thôi. Đấy, mình sẽ lấy cái gỗ đồ chơi của mình nè các bạn ơi, đầy luôn rồi. Ê, ui, wow, ôi, mình thấy cái gì lú ra nè các bạn ơi. Đấy, mình thấy cái đít xe nè. Wow, chiếc xe gì chốt trong đây nè các bạn. Ây da, wow, lại là một chiếc xe cần cẩu mút cát nữa các bạn ơi. À, xe bô-ly nha. Ấy cha, bữa nay toàn là xe cần cổng mút cát không luôn vậy ta. Ấy, wow, bây giờ mình bỏ vô đây nè. Thì bây giờ mình sẽ đem về nhà mình đổ đồ chơi ra cho các bạn xem mấy chiếc xe của mình nha. Đi thôi. Ấy, về tới nhà mình rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đem xe đồ chơi của mình ra đây. Một bạn xe cổng mút cát bully đây. Ấy, một bạn xe cổng mút cát bự nữa nè. Ấy, tiếp theo là một bạn xe cảnh sát, một bạn xe cẩu mút cát đây, đây xe bồn nè,
xe cần khẩu múc nè, đây, xe quân đội tên lửa nè các bạn ơi. Wow, ui các bạn, bữa nay mình tìm rất là nhiều xe đẹp không mà nha các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ mở mấy chiếc xe này ra, xe tên lửa nè các bạn, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Đây, xe đó xe cẩu múc cát bự nữa kìa, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nè. Đây nè các bạn ơi, xe này là xe quân đội nha. Đây, mở ra nè. Wow, ui cha, hay nè các bạn, họ nguyên một chiếc xe tên lửa nè. Ui, cái này để dành phóng tên lửa nè các bạn ơi, dơ lên nè, bắn tung bay mất tiêu luôn. Ây, rất là đỉnh luôn nha các bạn ơi. Xe này xe chiến tranh nha các bạn, xe để dành mà cho chiến tranh nha. Ây, còn chiếc này là chiếc xe tải nè các bạn ơi. Đó, chiếc xe tải để chở chiếc xe quân đội chiến tranh nè. Ây, cha, nhìn một bộ này rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, xe tải này không có anh tài xế nào lái trong đây hết trơn các bạn ơi. Ây, chắc anh tài xế chui vô trong đây nè các bạn. Đấy, cái tên lửa này mình mở lên kéo lên được nè. Wow, ôi kéo đủ thứ luôn nè các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ghê chưa. Đấy, đậy lại nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho chiếc xe này đứng sang một bên nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở chiếc xe cẩu cát này coi. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra đây các bạn ơi. Ây cha, ây cha, wow, ui ơi, ôi các bạn ơi, ôi chiếc xe cần cẩu múc cát này nó bị gãy rồi nè các bạn, ôi nó bị gãy cái đồ múc mất tiêu rồi nè, ôi xa, bị gãy luôn rồi, ôi bây giờ thì bị gãy rồi làm sao mà múc cát được đây các bạn ơi, ai xe bô ly này kỳ quá, à. Bạn xe bô ly này thì bạn bị gãy rồi, ai cái đồ, cái đoạn sau này quay được rồi các bạn. Đấy, quay được luôn nè mà bị gãy cái đầu mút mất tiêu luôn rồi nè các bạn ơi. Ôi cha, rất là buồn luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho bạn Bully thì đứng sang một bên nha. Đấy, bạn bị gãy rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái bạn xe này. Đấy, mở bạn xe cổng mút cát này nè. Wow, ui xe này xe xịn nha các bạn ơi. Đấy, xe này xe xịn nha, rất là đẹp luôn nè. Ô cái đồ mút, cái gạo mút rất là bự luôn nha các bạn. Ây, wow, rất là chắc chắn luôn. Cái xe này rất là chắc luôn nha các bạn ơi. Ô, ây, xa, bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem này đó. Ây, bây giờ múc thử ra nha. Ôi, xa, ây, cào nè. Ây, xa, dưới cục đá rồi. Ây, xa, ây, cái gạo này rất là ghê luôn. Wow, đó, cái gạo múc đứng cao lên luôn nè các bạn thấy chưa. Đây, bẻ xuống nè, đó. Wow, chiếc này rất là đẹp luôn. Đây, ok, thì mình được 3 chiếc xe mới mà một chiếc bị gãy cái đồ múc rồi. Đây, xe này là xe cũng cậu múc cắt mà xe bự nè các bạn. Đó, xe này múc là rất là dữ luôn nè. Đó, các bạn thấy bự chưa. Wow, xe này rất là đẹp luôn. Đấy, thì bây giờ mình đếm thử coi bữa nay mình thu hoạch được bao nhiêu chiếc xe nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đếm thôi. 2, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 chiếc nha các bạn. Wow, bữa nay mình được 7 chiếc xe. Mà chiếc xe nào cũng đẹp hết trơn các bạn ơi. Đấy, được một chiếc xe cảnh sát bự luôn nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nè. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye.